Như chúng ta ai ai cũng biết, hạnh phúc là cung bậc cảm xúc của mọi người, đều khao khát và theo đuổi mong muốn đạt được nó. Cảm nhận hạnh phúc của mỗi người có thể khác nhau. Điều đó tùy thuộc vào cách nhìn, cách sống và cách phản ứng của từng người. Tuy nhiên, điểm chung của họ đó là tâm trạng vui vẻ, thoải mái và thỏa mãn ước muốn trong cuộc sống. Hạnh phúc vô cùng đơn giản. Bạn không cần tìm kiếm đâu xa. Nó luôn tồn tại xung quanh chúng ta và đang chờ cảm nhận. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, mà đó là thành quả của chúng ta phấn đấu mới có được. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải có ý thức, trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người. Nó làm cân bằng lại cảm xúc bên trong chúng ta, giúp chúng ta quên đi những nỗi buồn mà mình đã trải qua, tiếp thêm động lực để ta phấn đấu cho tương lai. Cuốn sách Hạnh phúc không khó định danh của tác giả Cá Chép do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2021, có độ dày 250 trang trên khổ giấy 21 cm. Cuốn sách là tập hợp những chủ đề về tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và gia đình của tác giả Cá Chép, một người làm nghề tư vấn số mệnh. Có lẽ sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn thú vị và khác lạ. Nhưng dù có đứng ở góc độ nào để nhìn cuộc sống đi chăng nữa, thì hạnh phúc vẫn do bản thân chúng ta quyết định. Mỗi chúng ta đều có một số phận vốn được định sẵn, đôi điều không thể sửa đổi. Nhưng việc ta có hạnh phúc hay không, ta chọn thái độ sống tích cực hay tiêu cực, vẫn nằm trong tay của chính chúng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1, duyên lành. Phần 2, tính tại. Phần 3, vận mệnh. Qua 3 phần của cuốn sách sẽ mang đến những bài học rất ý nghĩa để cho chúng ta có một lối sống tích cực, lạc quan và là những chia sẻ kinh nghiệm thực tế của tác giả. Từ đó giúp bạn tự tin nắm giữ số mệnh của mình và tìm thấy hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Hãy nhẹ nhàng với bản thân, nhẹ nhàng với cuộc đời, bỏ qua những lỗi lầm và đợi trời quang mây tạnh, mầm sống sẽ nảy nở và mang đến cho bạn những phần phúc mà bạn xứng đáng được đáp đền. Chuyện cần đến sẽ đến. Tốt hay xấu cũng là chuyện mà cuộc đời muốn chúng ta đối mặt để rút ra bài học, để chúng ta có cơ hội hoàn thiện chính mình. Lùi một bước thì sẽ tiến 3 bước. Người nên quen biết sẽ quen biết. Duyên số là do trời định. Có duyên nợ với ai cũng là thiên ý đã an bài. Nếu bạn tốt, ắt sẽ có người tốt đến bên cạnh. Vì thế hãy sống tích cực, sống hướng thiện chính là sống có phúc. Mà đã có phúc thì không bao giờ sợ bản thân rơi vào những hoàn cảnh bi đát. Hay có thể nói, có phúc thì chắc chắn sẽ có phần. Hãy luôn lạc quan và sống tích cực. Hy vọng mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta. Có nhiều người đối diện với chút khó khăn đã chẳng thể vượt qua nổi. Có những người vừa đối mặt với dông bão đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Có những người mà ta luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi ở bên cạnh họ, vì họ tỏa ra sự tiêu cực, muốn kéo tất cả mọi thứ xuống đáy. Họ không cam chịu và so sánh mình với người khác, không chấp nhận số phận và luôn than thân, trách phận. Ngược lại, có những người sống thiện lành, chỉ biết vun đắp cho phước đức của mình. Vì vậy, may mắn luôn mỉm cười với họ, sống tích cực và luôn biết yêu thương người khác, hiểu rõ luật nhân quả. Sự cho và nhận là đại diện của những người hạnh phúc. Hạnh phúc không khó định danh, không vạch đường đến hạnh phúc, mà chính bạn phải là người đọc và nhận biết hạnh phúc. Từ đó, sự an lạc trong tâm toát ra từ nét mặt, hình hài và dáng vẻ, cho tới những suy nghĩ và hành động luôn tràn đầy sự tử tế. Thay vì sắc đẹp, tài tháo phát hay sự giàu sang, chỉ có sự tử tế mới làm người khác lưu luyến. Sống hết mình trong từng giây phút hiện tại và học hỏi khi có thể. Đó là hành trang quý giá nhất cần mang theo trong cuộc đời của bạn. Hãy vững tin rằng cuộc đời không bao giờ đối xử tệ bạc với bạn. Những khổ cực bạn nếm trải, mệt nhọc đã chịu đựng, những cái bẫy hiểm hóc từng rơi vào, những quyết định sai lầm, hãy bước qua tất cả chúng và tha thứ cho chúng. Đó chính là thông điệp của cuốn sách muốn gửi đến tất cả mọi người. Mong tất cả chúng ta khi sống quan trọng là phải hạnh phúc. Phải sống chứ đừng sinh tồn. Khi chết đi, hỏi những người tham sân si, đố kỵ lẫn nhau mang theo được thứ gì. Ta đến thế giới này tay trắng,
thì ra đi chỉ mang theo duy nhất hai điều phước và nghiệp. Vậy nên, hãy gieo trồng ruộng phước đức mỗi ngày. Có phước đức thì sẽ dễ dàng vượt qua giông báo, mới sống được trọn vẹn cuộc đời. Hy vọng tất cả các bạn có thể nắm lấy hạnh phúc, để hạnh phúc luôn là người bạn đồng hành trong chính cuộc đời của bạn. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin trân trọng giới thiệu.